Rồi chào mấy người, hôm nay tiếp tục chặn cái chương trình siêu khuyến mãi cho người ha. Thì trên bàn tôi đây, đây là cái dòng máy mài gốc mà 1010W và cái máy khoan 850W của hãng Total á. Thì cái máy mài gốc này bên cửa hàng tôi đang bán tại thời điểm tại là 660.000 nha. Giá này đang giá siêu khuyến mãi, chỉ có 5 con thôi ha. Chỉ có 5 sản phẩm thôi. 5 sản phẩm thôi mọi người ha. Anh em có nhu cầu về cái máy mài này thì tranh thủ qua lấy, chỉ có 5 con cho cái máy thôi. Tại khi mà chia chạy trình khuyến mãi thì tôi không thể nào chạy số lượng nhiều được ha, mọi người thông cảm. Tại vì những chương trình này hầu như là bán hàng là không thấy lợi nhuận ha, bán hàng rất là thấp. Rồi 660.000 nha, giá chưa gặp ship nha anh em. Và trên đây là một cái con máy khoan 850W, khoan hai chức năng của hãng Total đó. Thì giá này bên cửa hàng đang bán chỉ có giá là 615.000 nha anh em. 615.000, tất cả đều giá chưa phí ship anh em, và số lượng cũng chỉ có 5 con thôi. Thì tất cả những cái dòng này, dòng mấy máy khoan nội khoan công nghiệp ha, đó chỉ có 5 con thôi ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi vào từng con ha. Thì trước tiên đây là cái dòng máy mài 1010W của hãng Total. Cái này là sử dụng cái công tắc bóp xoa đuôi nha. Đó, phụ kiện nó có còn một cái tay nắm nè, một cái chén nha, một cái chụp bảo vệ. Ông người chọn chút. Rồi tiếp rồi ha, đây là cái chụp bảo vệ ha, và đây là cái máy. Thì cái máy này nó sử dụng đĩa là 125mm nha. Ở trên đây nó ghi nè đó, một đĩa là 125mm. Một chút xíu tôi giới thiệu thông số cho mọi người xem. Đây, đây là cái máy công tắc bóp nha của hãng Total. Thiết kế cái đuôi này rất là gọn nè mọi người ha, rất là đẹp luôn đó. Những anh em nào mà có nhu cầu mài nhiều ha, ta làm nhiều á, thì ta trang bị cái máy này ha. Tại vì mài nhiều chúng ta sử dụng cái lưỡi nó lớn á, cái độ mòn lưỡi nó lâu hơn ha. Còn như ta sử dụng được một tấc á, nó mau mòn lắm đó, tại chúng ta mài liên tục mà. Rồi ok, thì cái máy này nó có cái thông số là nó có thông số là 1010W, trọng điện 220 đến 2450 mAh, và tốc độ quay nó là 12.000 vòng phút. Đường kính đĩa là 125mm, cấu M14 nha, M14. Rồi ok ha, thì hàng chính hãng Total, bảo hành 6 tháng nha, bảo hành 6 tháng. Đây, quá trời đẹp. Thì anh em lưu ý nha, những cái máy này sử dụng đĩa 125 thì chỉ sử dụng đĩa 125 nha. Còn chúng ta mà mua cái đĩa một tấc thì không vô được. Bởi vì sao? Bởi vì cái cốt này nè, cái cốt của một tấc á, nó sẽ nhỏ hơn nha. Cốt này cốt lớn không có vào được nha. Anh em mua thì lưu ý, những cái máy này thì chúng ta mua lưỡi thì nó hơi kén một chút. Ví dụ chúng ta chuyên về mài cắt thì ok, lưỡi nó rất là thông dụng. Nhưng mà khi mà chúng ta mua những cái cắt gạch á ha, những cái lưỡi này tấc 25 thì nó hơi kén nha. Anh em là chuyên về mài cắt thì ok, chúng ta trang bị máy này. Đấy, chỉ có 660.000 thôi người ha. Cắm điện cho người xem. Rồi, mình chờ một chút. Rồi, tiếp rồi ha. Rồi, cắm điện thử nè. Đây là cái loại máy dùng cái công tắc bóp xoa đuôi ha. Là những anh em nào chúng ta xài dạng chuyên mại thì cầm vậy rất là thuận tiện ha. Đó, hoặc chúng ta bóp giữ luôn cũng được ha, bóp giữ luôn. Đấy. Đó, giữ luôn như vậy thì chúng ta xài. Đó. Thì nó thiết kế là dành cho để 125 rồi, những dạng là dạng chuyên mại. Rồi ok người ha. Máy này chỉ có giá là 660.000 thôi. Thì trong đó nó không có cái nó có thêm có tay dặn ha, có thêm một tay dặn nè. Không có chỗ than nha, không có chỗ than dự phòng. Tài dạng có dạng cứng nè. Rồi ok, thì số lượng này cửa hàng chỉ có 5 con nha, chỉ dành ra 5 con chạy trên khuyến mãi cho mọi người thôi. Nói chung là cuối năm mà ha, mình cố gắng có những cái sản phẩm giá cực kỳ tốt để đến tay mọi người có nhu cầu cuối năm ha. Thì những dòng sản phẩm Total này thì 15 tháng 1 phải tăng giá rồi nha, tăng giá rồi, bảo đảm cho mọi người luôn đó.
15 tháng 1 tăng giá. Thì những cái lô này mình nhập trước đó ha. Thì bây giờ mình vẫn nhập được cái giá tốt tại 15 tháng 1 mới tăng giá. Rồi, hàng chính hãng thu toàn bảo hành 6 tháng ha. Phụ kiện đầy đủ. Anh em có nhu cầu về cái máy mài 1 tấc 25 công suất 1010W, chỉ có 660 ngàn giá này, chưa gồm phí ship nha. Anh em ở chỗ nào vui lòng cộng thêm tiền ship hàng vô dùm nha. Rồi ok. Và kế tiếp đây là cái dòng máy khoan động lực 850W nha. Những anh em nào đang cần khoan công suất lớn á, thì ok, đầu tư máy này rất là phù hợp. Thì máy này có dòng điện là 220 50 60 hạt, tốc độ quay nó là 20-2700 vòng một phút nha, được búa nhịp là 43.200 lần, cái đầu kẹp là 13mm nha, có đảo chiều trái phải, ok, chỉ có 615.000 thôi, và số lượng cũng có giới hạn, chỉ có 5 con ha, chỉ có 5 con thôi. Thì máy gồm thẻ bảo hành ha, thẻ bảo hành, tay nắm nha, tay nắm vào cái hành trình, mà cái này nó có chỗ thang nha, khoan này có chỗ thang rồi, hết rồi ha. Đây là cái máy khoan. Wow, quá trời đã luôn. Đó. Hàng thô thọ ha, cũng như là công nghiệp nha. Như anh em làm khoan nặng lớn rồi đó, ok, đầu tư con này quá trời đã luôn, đắt 2018 ha. Đắt 2018, chế độ khoan và khoan búa nha. Chế độ này là búa nè, chế độ này khoan không. Như này khoan tường thì đầu hồi tư máy này. Đó. Tay cầm lớn cái gì cũng to ha. Rồi, cắm điện thử. Ok ha, có chế độ đảo chiều, bàn tay đẩy dưới đây, đảo chiều. Thông thường chế độ đảo chiều nó quay nó sẽ chậm hơn là chế độ khoan vô. Đấy. Ở chế độ này với chỉnh cái công tắc ha, chúng ta còn quay. Nói chung cái dòng này chạy rất là mượt người ha, chạy rất là mượt luôn. Những anh em nào đang cần một cái máy khoan công suất nó lớn á, thì chúng ta nên trang bị con này ha. Công suất nó lớn thì nó sẽ cầm nặng hơn những cái con khác thôi. Đó, rất là đẹp luôn, chỉ có 615.000 thôi, giá chưa cần phí ship nha. Đây là đầu kẹp 13 ly. Đấy. Rồi, ok mọi người ha. Đáp vẫn 2018. Đấy, 2018. Nói chung mình total làm rất là đẹp nha, rất là đẹp. Đó. Rồi ok ha, anh em nào có nhu cầu về con máy khoan này thì liên hệ ha, giá chỉ có 615.000 thôi, và số lượng cũng có giới hạn trong cái chương trình này mọi người ha. Chương trình này kết thúc khi sản phẩm hết nha. Đó, chương trình này kết thúc khi sản phẩm nó hết, thì khi nào hết tôi sẽ thông báo cho mọi người ha. Thì những cái chương trình giảm giá này thực sự nó cũng không có số lượng nhiều ha, tại vì tụi tôi làm chương trình thì cố gắng đem những cái sản phẩm nào nó cửa hàng nhập giá tốt thì đem cho mọi người thôi, chứ nếu mà bán những cái dòng này thật sự là không có lời nhiều ha, gần như cuối năm chứ là để khuyến mãi ha, khuyến mãi giới thiệu giảm giá cho anh em cho vui thôi ha, chứ nếu gọi để bán mà kiếm lời trên cái này thực sự không có lời mấy trên này đâu nha. Rồi ok mọi người, xin nhắc lại lần nữa ha, cái máy khoan này 850W nha, giá mình cửa hàng đang bán chỉ có 615.000 thôi, và số lượng chỉ có 5 con nha. Anh em nào tranh thủ mua hàng thì mình liên hệ sớm ha, hoặc anh em đến cửa hàng lấy thì cũng vui lòng đặt lịch trước nha, gọi trước để tránh trường hợp mình ở xa mình tới thì mình ở xa mình tới không có hàng, nó cũng kỳ lắm. Rồi cái tiếp đó là cái máy mài ha, cái máy mài này là 1010W, dùng đĩa 125mm đó, 125. Rồi giá bên cửa hàng nó bán chỉ có 660.000 và số lượng cũng chỉ có 5 con thôi ha. Thì hai sản phẩm này là chỉ có 10 con thôi nha. Hai sản phẩm này chỉ có 10 con thôi. Anh em nào mua thì mình cho thử mình qua cửa hàng lái. Đó.
giá tất cả này là chưa gồm phí ship anh em á, chỗ nào cậu lòng cộng thêm tiền ship hàng vô dùm, tại có những trường hợp anh em mua hàng mà không chịu thêm tiền ship đấy. Giá anh em muốn ngồi ở nhà nhận nhận luôn cái đó tiền ship thì không có được, tại vì giá đã rẻ rồi mà tiền ship thì cũng mấy chục ngàn nha, tùy khu vực cũng mấy chục ngàn chứ không phải là rẻ nha, tiền ship nó cũng cao đó. Thì anh em vừa mua thì có lòng cộng thêm tiền ship hàng vô dùm nha. Đó là cái khi nào cái chương trình nào mà người ta quảng cáo reship á thì cái đó là mới reship, còn những chương trình này đó giá đã giảm rồi ha thì không có reship nữa. Mình ngồi chỗ nào thì mình cứ cộng thêm tiền ship hàng vô dùm, ok ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha, xin chào và hẹn gặp lại.